Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trả lời phỏng vấn đài NBC News hôm ngày 21 tháng 4, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nhận định rằng quân Ukraine vẫn có khả năng giành chiến thắng trước quân Nga, nhưng với điều kiện Quốc hội Mỹ phải sớm thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Ông Zelensky đưa ra bình luận trên trong bối cảnh ngày 20 tháng 4, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá gần 61 tỷ USD. Ngày 23 tháng 4, Thượng viện sẽ bỏ phiếu về dự luật này. Theo NBC News, nếu Thượng viện cũng thông qua, dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden xem xét và ký thành luật. Tôi tin rằng nếu nhận được gói viện trợ quân sự mới, các đơn vị Ukraine sẽ được trang bị đầy đủ vũ khí và trang thiết bị cần thiết. Từ đó, năng lực chiến đấu cũng tăng lên, mở ra cơ hội giành chiến thắng trước quân đối phương, ông Zelensky nói. Ông Zelensky còn nhấn mạnh rằng quân Ukraine hiện đang cần vũ khí tầm xa để đối phó với các đợt tấn công của quân đối phương. Vũ khí tầm xa có thể giúp quân Ukraine giảm thiểu thiệt hại trên chiến trường. Bất kỳ sự chậm trễ nào về viện trợ cũng sẽ dẫn đến nhiều thương vong hơn cho quân đội Ukraine. Nếu nhận được các gói viện trợ sớm hơn, quân Ukraine có thể đã ngăn được đà tiến của đối phương ở nhiều khu vực, thậm chí giảm thiểu tối đa tổn thất về người và trang thiết bị trong thời gian qua, Tổng thống Zelensky lưu ý. Ngoài ra, ông Zelensky còn nhận định rằng gói viện trợ quân sự mới chỉ là điều kiện cần để quân Ukraine ổn định tình hình trên chiến trường. Chiến thắng của Kiev vẫn còn xa vời vì còn nhiều biến số có thể xảy ra. Ông Zelensky cũng tiếp tục loại trừ khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì cho rằng nhà lãnh đạo Nga và các quan chức cấp cao của Moscow thiếu thiện chí. Phía Moscow hiện chưa phản hồi về những bình luận của ông Zelensky. Tuy nhiên, trước đó ngày 20 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích việc Quốc hội Mỹ bỏ phiếu cho các dự luật viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Viện trợ quân sự cho Kiev là trực tiếp ủng hộ các hoạt động khủng bố, các khoản tiền gửi đến Đài Loan là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và viện trợ cho Israel là con đường dẫn thẳng đến sự leo thang chưa từng có cho một cuộc xung đột tại Trung Đông, bà Zakharova nói. Trong một cuộc thăm dò dư luận của Đại học Hebrew Israel được công bố 3 ngày sau cuộc tấn công của Iran, 74% người tham gia nói rằng Israel không nên trả đũa Iran nếu điều đó gây tổn hại cho các đồng minh của Israel, đặc biệt là với Mỹ. Theo đó, chỉ có một nhóm thiểu số người Israel ủng hộ việc tấn công lại Iran. Theo The Wall Street Journal, nhóm thiểu số người Israel ủng hộ trả đũa Iran là nhóm cử tri mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắm tới. Những người này bị quan điểm của các chuyên gia theo chủ nghĩa dân túy ảnh hưởng khá nhiều. Những chuyên gia này thường là các nhà bình luận trên đài Channel 14, Israel, điển hình là nhà bình luận quân sự Elihu Yoshan. Ông Yoshan là một người Israel gốc Iran và từng nói rằng Gaza không có dân vô tội, mà có 2,5 triệu kẻ khủng bố. Ông Yoshan cũng từng cho rằng Israel nên giết số lượng lớn người dân Gaza và xem đó như một biện pháp để đánh bại Hamas. Sau cuộc tấn công khuya 13 tháng 4, ông cũng ủng hộ việc trả đũa Iran. Các chính trị gia Israel cực hữu như Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir phản đối việc đàm phán với Hamas về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Thay vào đó, họ thúc giục ông Netanyahu đổ bộ Rafah, thành phố ở cực nam Gaza và là thành trì cuối cùng của Hamas, và tiến hành cuộc phản công mạnh chống lại Iran. Những người này được cho là đang theo chủ nghĩa bi quan, cho rằng không bao giờ có thể hòa bình giữa người Israel và người Palestine. Ngoài ra, họ còn mong chờ Israel chiến thắng Hamas, tái chiếm Gaza và trục xuất tất cả hoặc hầu hết người Palestine khỏi bờ Tây. Theo thế giới quan cực đoan của họ, đây sẽ là khởi đầu cho sự tái định cư của toàn bộ người Israel. Bản thân ông Netanyahu không phải là người ủng hộ hoàn toàn các quan điểm này, nhưng chính phủ của ông cần sự hỗ trợ của các chính trị gia như ông Ben-Gvir để tồn tại. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần đề nghị ông Netanyahu không đổ bộ Rafah hoặc tấn công đáp trả Iran. Nhiều người Israel trung hữu tin rằng cuộc tấn công của Iran là sai lầm lớn nhất của Iran cho đến nay, cho rằng Iran là kẻ thù lớn nhất của Israel, là bên chỉ đạo các nhóm vũ trang Hamas, Hezbollah, Houthi và nhiều nhóm dân quân khác trên khắp Trung Đông. Nhà báo bảo thủ kỳ cựu người Israel, ông Petro Yemini kêu gọi Israel ngăn chặn bước tiến của Iran bằng một cuộc phản công, đóng băng các kế hoạch tấn công Rafah để kêu gọi chính quyền Mỹ ủng hộ cuộc tấn công Iran. Ngược lại, nhà báo cánh tả nổi tiếng Ari Shavit lại đề xuất rằng Israel nên kiềm chế trong việc đáp trả Iran để đổi lấy những lợi ích ngoại giao, bao gồm kế hoạch hòa bình với Ả Rập Xê Út, kế hoạch tái thiết Gaza và đề nghị Hamas thả các con tin Israel. Theo các cuộc thăm dò gần đây, hơn một nửa người dân Israel muốn ông Netanyahu đạt được thỏa thuận trao trả con tin với Hamas. Trong quá trình đàm phán, Hamas là phía thường xuyên bác bỏ các đề xuất,
Tuy nhiên, chính phủ Israel cũng nhiều lần bỏ lỡ cơ hội đạt được thỏa thuận. Một số nhà bình luận Israel nghi ngờ rằng Israel đứng sau vụ tấn công đại sứ quán của Iran ở Syria vào ngày 1 tháng 4. Đây cũng được xem là một nỗ lực nhằm trì hoãn việc giải quyết vấn đề con tin. Đối với nhiều người Israel, việc không đạt được thỏa thuận thả hơn 100 con tin còn lại đang bị Hamas giữ sẽ là thất bại tồi tệ nhất. Đây không chỉ là thất bại về mặt quân sự hay ngoại giao, mà còn là thất bại về mặt con người. Điều này có nghĩa là chính phủ Israel không chỉ thua trong cuộc chiến với Hamas mà còn phá hủy quy tắc xã hội của Israel khi hành động chính phủ cho thấy rằng chính trị đảng phái quan trọng hơn mạng sống của người dân Israel. Iran và Israel phô trương sức mạnh đủ để răn đe đối phương. Trong nhiều thập niên, cuộc chiến trong bóng tối giữa Israel và Iran xảy ra trên khắp Trung Đông, ở mọi mặt trận, trên không, trên bộ, trên biển và trên không gian mạng. Một chuỗi cuộc tấn công trực tiếp ăn miếng trả miếng gần đây gồm vụ tấn công tòa nhà lãnh sự bên trong đại sứ quán Iran ở Syria mà Iran cáo buộc Israel làm. Iran trả đũa bằng cách phóng hàng trăm tên lửa, máy bay không người lái UAV vào Israel đã khiến căng thẳng Iran-Israel leo thang và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chiến tranh lan rộng. Tuy nhiên, cuộc tấn công được cho là do Israel làm vào căn cứ không quân của Iran hôm 19 tháng 4 có quy mô hạn chế và giới chuyên gia cho rằng động thái này hàm ý rằng Israel đã nỗ lực rút khỏi vòng xoáy xung đột nguy hiểm và có thể đưa đối đầu giữa hai nước trở lại bóng tối. Andreas Gray, giảng viên cao cấp của trường nghiên cứu an ninh tại trường Đại học King College London cho biết nếu đây là mức độ trả đũa của Israel thì nó có thể được mô tả là một đòn tấn công giảm leo thang. Những báo cáo đầu tiên về vụ việc ở Isfahan từ truyền thông nhà nước Iran cho thấy đã có những vụ nổ và một số thiết bị bay không người lái xâm nhập. Trong khi đó, các đài truyền hình Mỹ dẫn lời các quan chức nước này cho biết tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm của Iran. Vài giờ sau, truyền hình nhà nước Iran đưa tin ba thiết bị bay không người lái đã bị bắn hạ. Hệ thống phòng không của Iran đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao trong nhiều tuần qua, nhưng đặc biệt căng kể từ khi Israel tuyên bố sẽ trả đũa cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có của Iran vào đêm 13 tháng 4. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước, Iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel và quy mô của cuộc không kích bao gồm hơn 300 máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đã khiến các nhà quan sát trong và ngoài nước ngạc nhiên. Nó khiến chính phủ Israel tuyên bố rằng cần phải có một số phản ứng tương xứng. Chưa đầy 2 tuần trước đó, tên lửa từ máy bay Israel đã phá hủy tòa nhà lãnh sự bên trong đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 2 tướng chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Iran. Những vụ nổ được ghi nhận vào ngày 19 tháng 4 gần căn cứ quân sự Iran ở Isfahan diễn ra vài ngày sau khi Israel tuyên bố sẽ đáp trả cuộc không kích đêm 13 tháng 4. Nội các chiến tranh của Israel đã triệu tập nhiều lần kể từ đó. Và mặc dù truyền thông Israel đưa tin về một số loại phản ứng đã được đưa ra, cuộc tấn công trên thực tế đã bị trì hoãn nhiều lần. Nhiều người ở Israel tin rằng tình hình sẽ yên bình cho đến sau kỳ nghỉ lễ Passover, lễ quá hải của người Do Thái vào tuần tới. Vì vậy, cuộc tấn công Isfahan vào rạng sáng 19 tháng 4 là điều hơi bất ngờ. Một khía cạnh bất thường khác trong vụ việc ở Isfahan là quy mô của cuộc tấn công, mà các báo cáo cho thấy đến từ một số chiếc UAV nhỏ hơn nhiều so với những gì Israel được cho là sẽ thực hiện. Chuyên gia Greg cho biết, nó có thể là một cách để Israel thực hiện lời đe dọa trả đũa mà không gây ra leo thang. Ông nhận xét, việc sử dụng các UAV nhỏ phát đi tín hiệu, nó có thể giúp Iran hạ thấp tác động của cuộc tấn công. Nếu đúng là vậy, điều đó sẽ khiến nhiều người ở Israel, Iran và xa hơn nữa cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng không phải là tất cả. Itamar Ben-Gvir, một thành viên nội các và là nhà lãnh đạo cực hữu của một đảng Israel theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đã đăng trên mạng X duy nhất một từ khập khiển. Ông Ben-Gvir trước đó đã thúc giục một phản ứng nghiền nát đối với Iran. Trong khi các thành viên khác trong nội các chiến tranh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng nên thận trọng và kiềm chế hơn, bản thân Thủ tướng Netanyahu
đã nói rất ít về các cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào đất nước của ông, cũng như cách ông dự định đáp trả chúng. Alon Pinkas, cựu nhà ngoại giao và cố vấn chính sách đối ngoại của Israel cho biết, ông Netanyahu cực kỳ không thích rủi ro, đặc biệt nếu ông ấy biết rằng vấn đề này có thể leo thang và đe dọa ông ấy về mặt chính trị. Vị thủ tướng kỳ cựu, người đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng, đã cố gắng giữ gìn mối quan hệ mong manh với các đảng cực hữu của Israel để duy trì quyền lực cho chính phủ của mình. Nhiều người Israel cho rằng ông Netanyahu phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Theo chuyên gia Pinkas, Netanyahu phải đối mặt với nhiều nguy hiểm chính trị hơn nếu ông một lần nữa bị đổ lỗi vì đã lôi kéo và leo thang một cuộc xung đột khác với Iran. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, mặc dù sự cố Isfahan có thể cho thấy cả hai bên đang dần xuống thang khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại, nhưng thời gian bình yên có thể chỉ là tạm thời. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.